Xin chào các bạn. Cờ tướng là một bộ môn thể thao thi đấu về trí tuệ. Khi chúng ta chơi cờ, không điều gì sung sướng hơn là chiếu ví được đối phương, hoặc là có thể cảm hòa được đối thủ trong tình huống thua thiệt về cả quân lẫn thế. Nhưng hơn hết, cảm giác sung sướng nhất vẫn là chiếu ví được đối phương trong tình huống chúng ta thua thiệt về quân lẫn quá nhiều, chúng ta không xe, hoặc thậm chí là cả xe pháo mã. Thì để có được những đi lật ngược tình thế như vậy, thì chỉ có một bí quyết mà chúng ta cần phải nắm vững, đó là phải thông thạo đợt tàng và những hình thế phối hợp quân để sát chiêu trong tàn cuộc. Hình cờ này là một ví dụ minh họa rõ nét về việc phối hợp quân tuyệt hay trong tàn cuộc. Xin mời các bạn cùng mở đón xem. Như thấy trong hình cờ trên thì bên đỏ còn có xe mã chống lại bên đen còn có sông xe rất là mạnh và một pháo ở tuyến đây. Pháo đen thì đang dùng tướng đỏ làm ngồi để mà truy bắt xe đỏ. Nếu bên đỏ suy nghĩ đơn giản là dùng mã chiếu thì tướng sẽ thối về, không thể chiếu qua được tại vì có xe, càng không thể tấn chiếu được do con pháo này đang canh giữ. Còn nếu suy nghĩ tiếp theo đó là không nhảy mã và qua lộ hai chiếu mà thối về đông nam thì chắc chắn là cũng không làm khó gì được cho bên đen. Do vậy bên đỏ phải suy nghĩ một nước đi nào mà khá là hay để có thể tiếp tục chiến đấu với đen. Thì đó là nước đi là xe nằm bên hai đang hầm sẽ tấn xuống và sát cục. Đỏ lợi dụng vị trí của mã rất hay, đó là vị trí của cạo điếu mã. Hình thế cạo điếu mã thì mình đã có dịp giới thiệu với các bạn trong clip 36 video tầng cuộc, video thứ 6 có tên là Rắc Diện Hổ. Các bạn có thể xem thêm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Thì hình cờ đến đây, đang chỉ còn cách đỡ nhất đó là buộc phải bình xe chiếu, sau đó thì phải rút pháo về để đỡ trước cái nước mà xe 2 tấn 3 của đỏ. Đỏ lại đi một nước phục sát rất là hay, đó là xe 2 tấn 4 dọa để kế tiếp sẽ bình vào lộ 4 và chiếu tướng sát cục. Đang lại phải bình xe qua để giữ trước. Đó là chơi nước khá hay, đó là xe 2 bình qua lộ 6 vẫn hầm nước sát cục, đó là mã 3 tấn 2. Đến đây thì ta thấy đang sẽ có hai đường để chống đỡ. Đường thứ nhất nghĩa là sẽ bình pháo ra để nếu mà mã có chiếu thì tướng sẽ bình vào. Còn đường thứ hai là sẽ 6 bình lộ 8 để canh trước không cho mã xuống chiếu. Nhưng mà cách thứ nhất thì là pháo bình ra thì chắc chắn là sẽ không được tại vì xe sẽ thối một chiếu bắt tượng thấy thối về, sau đó thì lại ăn xe và chiếu tướng sát cục. Do vậy cách mà bình pháo ra là không được. Còn cách thứ hai đó là xe 6 bình 8 thì xe đỏ lại tiếp tục kéo về hà, hầm bước tiếp theo sẽ bình qua lộ 4 để chiếu tướng. Đang lại phải đi nước đi bắt buộc, đó là xe 8 lại bình qua lộ 6. Đến đây thì đỏ tiếp theo phải đi những nước nào, chẳng hạn như mà bạc thối về lộ 5 chiếu tướng thì tất nhiên pháo sẽ tán một cạn và đỏ sẽ biết đường tấn công. Do vậy mã và phải tấn 2 tiếp tục chiếu tướng sát, bắt buộc tướng đang lại phải thối 1, sau đó thì lại tấn xe chiếu tướng, pháo bắt buộc phải về lót. Nếu đến đây người chơi đỏ đơn giản mà suy nghĩ là sẽ bình tướng vào và hâm sẽ ăn xe và pháo và chiếu tướng sát cục thì cũng được, tại vì lúc này xe đang sẽ qua dự. Do vậy nước đi chính xác nhất của đỏ đó lại là nhảy mã về để chiếu tướng, bắt buộc tướng phải thắng 1, sau đó thì lại bình xe ăn pháo. Như thấy đến đây đang hầm nước là mã 3 sẽ thối về lượng 5 để chiếu tướng sát cục. Nếu mà đang có tấn xe để ngăn cản đi nữa thì cũng không được, tại vì vẫn còn một đường nữa để đỏ chiếu sát, đó là mã 3 tấn 2. Như ta thấy từ hình cờ ban đầu thì cho dù bên đỏ còn có xe mã nhưng là viết phối hợp xe mã rất là hợp lý để chiếu sát được bên đen. Thì trong cờ tướng hình thế phối hợp giữa xe với mã có rất nhiều, đó là cao điếu mã hay gọi là trắc diện hổ mà mình đã có giới thiệu với các bạn. Ngoài ra còn có là xe mã lãnh chiêu hay là lạc mã xe, hoặc thì đào nghe tên rất quen thuộc nếu bạn nào đã từng xem clip mình, đó là video bạc hồn mã. Thì trong các clip sắp tới về các video tàn cuộc, mình sẽ giới thiệu tiếp đến bạn các hình thế cờ tàn phối hợp giữa xe và mã rất là hay. Xin kính mời các bạn cùng vào đón xem. Clip của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.